Chào mừng quý vị đến với hành trình Tây Ninh Du Ký, phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình TTV11, YouTube truyền hình Tây Ninh Giải trí, website Tây Ninh TV, ứng dụng điện thoại Tây Ninh TV của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Tây Ninh là một trong những điểm đến được rất nhiều du khách thập phương lựa chọn đến du lịch, bởi tháng giêng tại Tây Ninh có rất nhiều lễ hội được tổ chức xuyên suốt. Trong số đó phải kể đến nét đặc sắc của các gian triển lãm trong đại lễ Đức Chí Tôn được diễn ra tại nội ô tòa thánh cao đài Tây Ninh, bắt đầu từ 8 giờ ngày 8 tháng giêng và kết thúc vào lúc 8 giờ ngày rằm tháng giêng âm lịch hàng năm. Đại lễ Đức Chí Tôn năm Giáp Thìn 2024 gồm có 34 mô hình tái hiện lại quá trình lập nước và dựng nước của cha ông, các sự tích anh hùng huyền thoại cổ xưa được lưu danh, được các họ đạo trong tỉnh và ngoài tỉnh thực hiện. Tây Ninh Du Ký phát sóng lúc 7 giờ thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2024. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng một số gian triển lãm đặc sắc có trong đại lễ Đức Chí Tôn năm nay. Đón xem chương trình Tây Ninh Du Ký trên kênh truyền hình TTV11, YouTube truyền hình Tây Ninh Giải trí, website tayninh.tv, ứng dụng Tây Ninh TV của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý vị cùng đón xem. Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, thông tin đa dạng, bạn của mọi nhà.